bé, chúng ta sẽ học các hình học nhé. Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình ngôi sao, hình bầu dục, hình thoi, hình bình hành, hình trái tim, hình quạt xòe, hình chữ thập, hình bán nguyệt, hình ngũ giác, hình lục giác, hình thang, các bé đọc lại một lần nữa nhé. Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình ngôi sao, hình bầu dục, hình thoi, hình bình hành, hình trái tim, hình quạt xòe, hình chữ thập, hình bán nguyệt, hình ngũ giác, hình lục giác, hình thang, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình ngôi sao, hình bầu dục, hình thoi, hình bình hành, hình trái tim, hình quạt xòe, hình chữ thập, hình bán nguyệt, hình ngũ giác, hình lục giác, hình thang, hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở bài sau nhé. Chào các bé, chúng ta sẽ học các hình học nhé. Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình ngôi sao, hình bầu dục, hình thoi, hình bình hành.
Hình trái tim. Hình quạt xòe. Hình chữ thập. Hình bán nguyệt. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình thang. Các bé đọc lại một lần nữa nhé. Hình tròn. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình ngôi sao. Hình bầu dục. Hình thoi. Hình bình hành. Hình trái tim. Hình quạt xòe. Hình chữ thập. Hình bán nguyệt. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình thang. Hình tròn. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình ngôi sao. Hình bầu dục. Hình thoi. Hình bình hành. Hình trái tim. Hình quạt xòe. Hình chữ thập. Hình bán nguyệt. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình thang. Hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở bài sau nhé. Chào các bé, chúng ta sẽ học các hình học nhé. Hình tròn. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình ngôi sao. Hình bầu dục. Hình thoi. Hình bình hành. Hình trái tim. Hình quạt xòe. Hình chữ thập. Hình bán nguyệt. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình thang. Các bé đọc lại một lần nữa nhé. Hình tròn.
Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình ngôi sao. Hình bầu dục. Hình thoi. Hình bình hành. Hình trái tim. Hình quạt xòe. Hình chữ thập. Hình bán nguyệt. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình thang. Hình tròn. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình ngôi sao. Hình bầu dục. Hình thoi. Hình bình hành. Hình trái tim. Hình quạt xòe. Hình chữ thập. Hình bán nguyệt. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình thang. Hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở bài sau nhé. Chúng ta sẽ học các hình học nhé.